Rồi, Kim Sơn xin chào cả nhà mình luôn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà về dữ liệu của cây hoa sò đo nha cả nhà. Sò đo chứ không phải là sầu đâu nha. Sò đo, đây cái hoa của nó. Hoa màu hồng. Xem. Chồm lấy giùm cái bông. Đó, có cái bông. Đây. Rồi, ok, này. Đây cả nhà. Cái hoa của nó này, hoa của nó khá là to. Hoa của nó rất là to luôn. Này. Gần dài hơn cái ngón tay luôn đó nha, hoa của nó này. Hoa chùm trái của nó này. Đó, hoa này. Sò đo nha cả nhà. Rồi, rất cảm ơn cả nhà mình luôn nha.